sẽ gửi tới quý khán giả bài hát Tôi Yêu. Và đồng hành cùng với các bạn là ca sĩ nhí của chúng tôi, sẽ có ca sĩ nhí đầu tiên là Bảo Long chơi trống, bạn là Mỹ Linh chơi piano. Mỹ Linh có thể giơ tay để chào quý vị không? Bạn Vi Giang chơi guitar bass, và cuối cùng là bạn Quang Huy chơi guitar. Và sau đây tiết mục cuối cùng của tôi xin phép được bắt đầu.